Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi tựa game Plants vs Zombies phiên bản mod Zumbatani nhé nhá. Và ok, mình sẽ chơi phần Zumbot đi. Và mình sẽ bắt đầu phần Zumbot nhé nhá. Mình sẽ chơi phần Dezo Zumbot phiên bản mod Zumbatani. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu. Đây là cái ớt nhé bạn nhá. Nè. Ồ, mình trồng nhầm cây rồi. Kẹt cút đây. Mình sẽ trồng vào đây. Con zombie hiện tại sẽ không bắn nhá. Tại vì đây là phiên bản mốt thôi. Thế nên những con zombie này chỉ là mốt thôi. Các bạn ơi. Đây còn thêm con đây nữa. What the hell? Chắc chắn là sẽ bị ăn hàng này rồi. Mình sẽ bỏ hàng này nhá. Rồi, mình sẽ tiếp tục bỏ hàng này vào đây. Wow, mình sẽ bị lỗ mất hàng này mất. Sao mình sẽ bỏ hai hàng này vào trong cây. Đây rồi, cơ hội mình tới rồi. Cho nó đóng băng. Ok, nó sẽ đóng băng cái này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Làm cái gì đây? À, cây này, mình sẽ cho cái lửa vào đây. Rồi, mình tiếp tục cho cây băng nữa. Rồi, mình sẽ đợi ra rồi. Rồi, mình sẽ trồng một loạt. Đây. Con này con cần Gatling. Gatling bò tây nhì nha bạn nhé. Rồi, sẽ xử lý tiếp con này. Uầy, này vẫn bị ăn một cái này. Rồi vẫn bị này. Ở đây mà có cái hút 500 thì quá đẹp luôn. Sẽ tiêu diệt con này đi. Tiêu diệt nó con này. Tiêu diệt nó con này. Ngon lành cành đào luôn. Rồi. Không biết lần này nó ra cái gì đây. May quá lần này nó chưa ra con kéo xuống các bạn ạ. Đâu không? Sao ra con này giờ này? Đùa chứ? Thôi mình phải chấp nhận thôi bạn ơi. Quay. Chấp nhận để đỡ phải mất con băng rồi. Ôi đừng. Oh my. Lại nhầm rồi. Lần này đừng ra con. Ôi biết ngay mà. Mình ra con lửa. Ôi không. Băng đâu, băng đâu. Oh my god. Oh, đi một hàng của mình thôi. Vâng các bạn, đã mình đã bị lỡ mất một hàng rồi. Ồ, chán quá, bây giờ mới ra thì chắc ăn. Mình đã bị lỡ mất một hàng nhá nhá. Đi làm sao chơi được. Rồi lại con này đây. Đây may quá. Mình sẽ tạm dừng thời gian lại. Rồi. Con này không bị tạm dừng à? Ui nó hàng dưới rồi. Đùa chứ. Lại đi hàng này à? Lại đi hàng này à? Vâng chúng họ đã mất khoảng gần nửa máu rồi, nửa cái máu rồi. Hiện tại nó sẽ không lấy cây băng nào nhé. Mình chỉ lo lấy mất cây vô vị. Rồi, mình sẽ tạm dừng đây. Đợi một cây tiếp theo. Tạm dừng luôn, may quá. Lần này nó sẽ lan lửa cả mọi người. Rồi, mình sẽ xử đẹp luôn con này luôn. Đấy. Rồi.
What the may quá nó chưa có cần con này đâu. Họ không cần được cây. What the hell. Ra cái lửa tên này nhé, mình đã tiêu sạch băng của tôi được rồi. Lại đi mất hàng rồi. Kiểu gì cũng mất hàng đấy thôi. Tổng mình đi mất hai cái con xe nữa nha. Còn bê chậu này. Nên lại mất cây lửa. Đèn quá các bạn. Rồi, lần này chắc chắc luôn, bốn cây lửa luôn. Gì bạn ơi. Ok, 7 phút trôi qua mà chúng ta vẫn chưa thắng. Boss này, khớ lì. Rồi, mình sẽ tạm dừng lại. Lần này xuống này chắc chắn nó sẽ chết. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tạm dừng lại, bình tĩnh. Thang này hả? 1 2 3 Yeah. Ui, nhớ nặng. Rồi, mình sẽ chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Mình sẽ chơi theo kiểu... Được rồi nào. Chọn một trận thường đi. Trận thường cho các bạn xem. À, mình chơi theo kiểu này đi cho dễ. Lấy cái bắn đêm, mình lấy cổ chọn quân cho dễ. Rồi, chọn cái này đi. Không, không. Không. Chọn cái không này. Rồi. Ok, let's go cũng được. Cho cái gì, cái này đã đi, ok. Cái này cây bắn miễn phí nhá nhá. Thế này mình trồng rất nhiều cái này. Đấy các bạn xem này. Tất cả những cây này là đều miễn phí hết luôn. Hai cái này này. Thế này chết chồng rồi. Rồi, mình chẳng tiếp một cái hoa nữa. Bye.
trong khách hàng là quên luôn. Uầy, tí trồng nhầm. Ôi trồng nhầm rồi. Ôi, không sao, con này cũng có ích. Mình sẽ đợi 75. Để ăn cái này, ăn cái này đi. Uầy, con này này. Mình sẽ ăn cái này đi nhá bạn nhá. À, sẽ trồng thêm một cây đây nữa. Ôi, trồng hết luôn này mọi người. Đào nốt cây này đi. À, mình sẽ đào nốt cây này đi. Nghĩa luôn. What? Sao sao cái này bọc mộ đấy? Cái trò này có tiêu diệt được không? Hay quá. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Và nếu các bạn thấy hay, hãy để một like và subscribe kênh mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video.